Đây này, bảo bà ấy mua cái kềm để bấm ấy, bấm móng bà ấy mua một cái mà cái kềm to như kiểu là cái mà cắt cây cảnh luôn ấy. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Linh. Góc máy này khá là lạ đúng không mọi người? Bởi vì ngày hôm nay chúng ta sẽ review một sản phẩm mà mình thấy rằng khá là hot ở trên TikTok. Một bộ làm nail mini nha mọi người. Mình sẽ cho mọi người thấy ngay nhá, cái bộ làm nail mình đặt ở trên TikTok. Đây là máy hơ gel mini nha mọi người. Lý do vì sao gọi là máy hơ gel mini? Ủa ôi, nó bé tí. Khi làm ấy là đây lắp tay chắc là phải để cỡ như thế này, hoặc là nó chỉ hơ được có 4 ngón như thế này, thòi ra 1 ngón mọi người ơi. Mình mua hai cái máy hơ gel nhá. Đây là mỗi cái máy giá khoảng tầm 50.000. Đây là 5 tip gel gom nha mọi người, với các màu khác nhau, nút pink này, rồi màu milk white, có cả màu lấp lánh đấy đấy, kiểu kiểu đấy. Thì mình sẽ để những cái màu mà mình mua ở đây cho mọi người biết là mình mua những màu gì nhá. Giá cả của những cái tip này thì nó sẽ dao động khoảng tầm là 29.000 đấy, 30.000 cho đến 40.000. Tiếp theo đấy là mình có mua thêm cái bút để chỉnh form móng đấy, có cái bút này, đầu này nó cứng lắm và mình không biết được rằng là nó phải sử dụng như thế nào, cho nên mình đã lên xem review và mình đã mua thêm nước rửa gel hay nước lau gel gì đấy để mà lau cái đầu này cho nó mềm ra mọi người nhé. Rồi tiếp theo đấy là mình có mua thêm mấy cái bộ form móng. Form móng này là để như thế nào, là để mà mọi người nặn cái gel ra đấy, xong nặn lên trên cái form này, xong úp lên trên móng. Tiếp theo đấy là mấy cái kẹp móng, không biết là có nên ngôn nên khoai gì không, chứ mà cả cái bộ này mua về là cũng tốn rất nhiều tiền của mình rồi đấy. Mình mua tổng cộng là hết 426.000, mua ở ngoài nhá, là như cái này đấy. Cái này là cái kềm bấm móng. Tiếp theo đấy là cái này là gọi là cái trà nhá mặt móng đấy. Cái này thì quá là quen thuộc rồi, rũa nha mọi người. Và tiếp theo đấy thì mình có mua thêm cái này là sơn móng đấy, hết khá tiền đấy. Thực chị gái mình không biết cho nên là đi mua rất là nhiều mọi người ơi, tốn nhiều tiền lắm. Đây này, bảo bà ấy mua cái kềm để bấm ấy, bấm móng bà ấy mua một cái mà cái kềm to như kiểu là cái mà cắt cây cảnh luôn ấy. Đấy thì cái này coi như không tính vào video bởi vì mua sai, phải mua thêm một cái kềm này để cắt nhá. Rồi, tiếp theo đấy là nước lau. Thêm cái tập này thì đấy là 35.000 một cái tập này, là cái miếng lau gel. Đấy thì mình không biết bởi vì là mình cũng không chuyên về cái nghề làm nail lắm mọi người ơi, nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ thử nhá. Đấy thì mình đã chuẩn bị ổ cắm truyền ở đây rồi, thì là để tí nữa mà làm nail mọi người thôi, bây giờ bắt đầu luôn nhá, bởi vì mình cũng hồi hộp lắm. Lại đây lần đầu tiên mình chơi, gọi là mình chơi đấy mọi người ơi, mình chơi một bộ nail tại nhà như thế này. Thì bây giờ mình sẽ phiêu cái mặt móng nhá. Mình đổ cái nước rửa gel vào trong cái nắp, sau đấy thì mình lấy cái bút này. Đấy, cái bút này nó có hai đầu nhá. Đấy, thì cái đầu này là cái đầu cứng này, mình nhúng vào đây để mình rửa cái cọ. Đấy, rửa được dễ dàng luôn. Đấy, lấy cái giấy này nha mọi người, lau qua cái bút này này. Đấy. Rồi, bây giờ bắt đầu nha. Ủa, hồi hộp quá đi mất thôi. Đấy, xem trên TikTok ấy là có những bạn sẽ nặn trực tiếp lên móng, nhưng mình thấy những cái chị thợ nail ấy, chị không nặn trực tiếp lên móng mà chị nặn lên cái móng giả. Đấy, cho nên mình cũng sẽ làm theo thôi, chứ còn thực tế là mình cũng không biết đâu mà. Màu này đẹp đấy, màu này đẹp đấy. Đầu nha. Đấy. Đấy. Mình phải dùng cái nước rửa gel ấy mọi người ơi, tán nó ra. Vuốt nó lên chỗ này. Đấy, về cơ bản là nó là như này rồi đấy. Bắt đầu thử úp lên phát nhá. Thử úp lên phát này. Và cái chị ở trên top ấy thì chị bày là đừng có úp hết mọi người ơi, úp hết lên trên này là nó bị phòi ra ấy. Úp vừa thôi đến đây. Đấy. Chết rồi. Đấy. Cái quặp đâu ấy nhỉ? Để là nó hở hết cả da mọi người ơi. Phải quặp nó vào vì cái gel này nó không chặt lắm đâu. Ui nhưng mà cho cái quặp này vào thì nó phòi hết cả gel sang hai bên này này. Đấy, cho nó vừa thôi. Đấy, bây giờ thử trước một móng nhá. Đây là con máy hơ gel chỉ khoảng tầm 50 mọi người ơi. Mình thấy các bạn bảo trên TikTok là cái này đầu tiên nó giá nó còn chỉ có khoảng là 17.000 cơ. Nhưng mà do nó hot cho nên là bị đội giá. Ui, dùng cái kẹp này ấy, cái keo nó phòi hết cả da mọi người ơi, này. Nó phòi hết cả cái chỗ này này. Phải vét nó lên mọi người chứ không là nó dày quá. Đấy, có cái chị ở trên top bảo là không nên dùng cái kẹp này đâu. Nhưng mà mình vẫn đã cố chấp mọi người ơi, vì là nếu như không kẹp ấy thì nó hở hết cả da, phải kẹp vào. Đấy, như thế này là vét như thế này là mịn lắm rồi đấy. Mình sẽ bấm cái nút này ở đây. Đấy, nó sáng lên. Mọi người thấy cái đèn nó sáng lên không? Nhưng mà cái này mọi người sẽ phải để sát lại nhá. Ngân nhà mình đã làm thử rồi thì cái này hơ cũng phải tầm 5-6 đèn thì nó mới khô được mọi người ơi, chứ nó không phải như bình thường đâu. Đây là sau khoảng tầm 5 đến 6 lần đèn thì bây giờ mình sẽ mở ra cho mọi người thấy nhá. Nhưng mà trước khi mở ra thì nó sẽ có vấn đề. Cái kẹp này nó làm cho cái phần gel, đấy, cái phần gel này nó bị đùn ra. Đấy, cho nên mọi người nhìn thấy nó sẽ có sự khác biệt giữa trên này. Và đây, cái màu ở chỗ này nó bị dồn thì keo lại. Nào, mở ra nhá. Đấy, rất là dễ dàng. Mở bằng tay luôn nha mọi người. Ôi, ôi, ôi.
Chỗ này không cắt được bằng cái này rồi. Đây nó gãy xuống tận dưới này luôn mọi người ơi. Đấy. Ui. Cũng khá là khó cắt đấy, nó bị vỡ. Bây giờ nhá, mọi người sẽ thấy rằng là đây, toàn bộ cái phần này nó sẽ trồi hết cả lên. Lý do vì sao? Là bởi vì mình ấn cái kẹp đấy nó vào ấy, nó sẽ trồi lên. Đấy mọi người thấy không? Cho nên là bây giờ mình sẽ phải phiu cái mặt móng này đi. Đấy. Vì ở nhà mình không có máy mài mọi người ơi, chứ còn cái này mà có máy mài ấy, mài tí là nó phẳng ngay mà. Phiu bớt đi một tí nữa mình sơn bóng lên. Mình đã mua lọ bóng về vì mình đã lường trước cái tình huống này khi xảy ra rồi. Đấy. Cái móng này ấy, bởi vì nó không có sự chống đỡ của cái móng giả ấy, cho nên thực tế là nó rất là giòn và dễ gãy nhá. Cực kỳ dễ gãy luôn. Không đẹp. Nhìn nó không đẹp một chút nào luôn ấy. Thà dán móng còn như này không đẹp. Bây giờ lại bỏ vào đèn nhá mọi người. Quá mất thời gian, đấy chỉ là mới một móng thôi nha mọi người. Hay quá mất thời gian luôn. Cái đèn này nó đâu đó cũng khoảng tầm 45 giây thôi mọi người, 30-45 giây gì đấy. Thì bây giờ nhá, đây nó khô rồi, mình cho mọi người xem này. Mọi người có thấy rằng là nó không đều không? Đấy, cái phần này, cái phần dày này thì không nói, bởi vì cái lớp gel này nó quá là mỏng mọi người ơi. Đấy, còn chỗ này này, đây mọi người thấy không? Đấy nó nhả ra, cái phần gel bên trong ấy nó nhả ra, nó đâu có ăn đâu, đây nó có ăn đâu. Nó ăn là bởi vì mình có cái lớp bóng mình phủ bên ngoài thôi. Đây là nhìn nghiêng cái bề mặt bóng này. Ui nhìn đúng thô luôn. 5 ngón mình thử 5 màu luôn cho mọi người nhá. Xong đấy thì mình nghĩ rằng là ngày mai mình sẽ đi làm móng lại thôi, chứ còn này không ổn rồi. Miêu quay nhá. Ui ôi sao đây? Thế là do mình đắp vào cái phía bên trên này nó quá là dày nhỉ. Đấy kẹp như này, đấy kẹp như này. Xong bây giờ mình vét bớt cái chỗ này đi. Không có kinh nghiệm một chút nào luôn ấy. Ôi dồi ôi, sao phải thử thách bản thân thế này nhỉ. Tiếp tục đến móng tiếp theo. Mỗi móng một màu luôn, chơi thế cho nó đã. Cứ kẹp vào nhá, tí nữa mình phiêu nhá. Lại tiếp tục hơ đèn. Quả đèn đi vào lịch sử này. Nhìn như con chuột bàn phím luôn ấy. Cái tí này teo. À một màu kim tuyến thử xem nào. Đấy, nó dồn hết cả lên này. Nó dễ trôi lắm, cái gel này nó không chắc lắm đâu, nó dễ trôi. Đấy, thơ tiếp. Đây là màu cuối cùng nha mọi người, cũng một màu kim tuyến luôn. Rồi. Để mỗi bốn ngón để ngón này nó thòi ra ngoài. Nếu như muốn ấy thì phải gục cả cái bàn tay lại như thế này. Tháo móng ra cho mọi người thấy nhé. Đây này, tháo ra một cái là mọi người sẽ biết ngay cái nhược điểm của cái này. Mình quét không đều một cái là nó lỗ chỗ luôn và cái móng nó mỏng mọi người. Nào tháo thử nhá. Cái này tháo đơn giản lắm đấy. Tháo thì đơn giản, nó không biết nó có bền hay không. Đấy. Ôi dồi ôi. 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 Gì đây? Ôi. Ôi trời ơi. Cái móng này nó dẻo quá mọi người ơi. Đấy mọi người thấy không? Đấy nó dẻo như thế này cơ mà đấy. Khi mọi người đắp là mọi người sẽ thấy này, mình lột ra cho mọi người thấy luôn. Kẹp cái kẹp này vào ấy thì cái phần trên này nó sẽ quá mỏng. Mà cái phần này nó dồn một cục như này nhìn trông gớm không? Đấy mọi người thấy không? Thôi thì coi như là mất luôn cái móng này nhá. Nào, móng củi. Ôi. Đây là cái chất gel này. Mọi người thấy không? Đây này. Nó có cứng đâu vì nó không hề có một cái gì gọi là cái đỡ. Cái móng giả thì nó còn đỡ được, còn này cái này có cái gì để đỡ đâu. Thế này nó không có móng đỡ thì nó gãy ngay đấy mọi người thấy không? Nào rũa nhá. Đấy. Trên này là phải phiêu rồi. Ôi, đâu ai mà muốn thử thách bản thân mình như thế này đâu.
Nhưng mà mọi người thấy có đẹp không? Cái này mà mình đặt link cho mọi người mua mà khen lên tận chơi thì mình nghĩ rằng là mọi người chỉ cần mỗi người một câu thôi là mình đã chết chìm trong sự đau khổ rồi. Mình tính là sẽ để khoảng tầm 3 ngày xem là cái móng này nó có bền ở trên tay hay không. Nhưng mà đây mình cho mọi người thấy này. Nó không thể ăn vào cái móng được mọi người ơi. Mình đã đi làm móng, mình đã chà mặt móng rất là kỹ rồi nhưng không thể nào nó ăn được. Mình tháo thử cho mọi người thấy. Đây này. Đây nhá, không hề nói điêu, mình không hề đau nhá. Đau là mình nói mình đau luôn. Nhẹ nhàng một cái ra luôn. Ôi. Đây cái móng hồng này đây, mình móng hồng nhá. Đấy, đây này, mọi người thấy chưa? Nó ra cực kỳ dễ dàng, tách một cái là nó ra ngay, nó dễ lắm luôn ý. Đấy, đây là cái móng nha mọi người. Đây mọi người thấy không? Đấy nó cứ bị dồn một cục ở đây. Đấy. Thế nên là mới hay cơ. Đấy nó cứ bị dồn một cục ở đây. Vì cái kẹp móng ấy, kể cả vuốt như thế nào, lấy cái bút lông vuốt như thế nào, nó vẫn cứ bị một cái cục ở giữa như thế này. Trông đúng gớm lắm mọi người. Đây là cái móng. Này, nó mỏng như này cơ mà mọi người. Đây mọi người nhìn thấy nhá. Đấy nó mỏng này. Không thể nào bỏ cuộc được mọi người ơi. Tối hôm qua ấy, thì mình đã xem lại và mình ngẫm nghĩ xem lại những cái video ở trên YouTube ấy, thì mình thấy rằng những cái chị mà làm nail chuyên nghiệp ấy, thì chị hướng dẫn rằng là phải bôi thêm hai lớp, là phải bôi một cái lớp kiềm dầu, sau đấy bôi thêm một cái lớp gọi là lớp liên kết, lớp bay ấy. Cho nên mình mới nói rằng ấy, mọi người xem những cái review ở trên top top ấy, nó ảo vãi cả trưởng luôn, bởi vì cái thời lượng nó quá ngắn cho nên là hướng dẫn không thể nào đầy đủ được. Mà nếu như sử dụng như các bạn ở trên top top ấy, mà nặng trực tiếp lên móng mà ấn cái móng vào như thế thì trông nó còn gớm hơn nữa. Cho nên ngày hôm nay mình sẽ phục thù lại và mình sẽ thử lại xem mà thực sự nó có bền hay không nhá. Đầu tiên là mình sẽ chà cái mặt móng này đi nhá. Ui ơi, đấy, hành hạ cái bộ móng từ hôm qua đến giờ mọi người ơi. Tốn tiền không chịu được luôn, có thành công hay không thì không biết. Mà từ hôm qua đến giờ tôi tốn gần triệu bạc đấy, lại mất thêm cả hơn 100.000 để đi mua một cái lọ kiềm dầu đấy với cả một cái lọ base, lọ liên kết nha mọi người. Thì cái chị mà bán cửa hàng nail, chị bảo rằng là nếu như không có hai cái lọ này thì làm sao mà cái gel găm men nó dính được vào móng. Có ai nói để mình biết đâu. Cho nên rất xin lỗi mọi người, mà mình cũng muốn làm lại để mình không đánh giá sai về cái sản phẩm này. Riêng cái lọ kiềm dầu này thì mọi người lưu ý là sẽ không cần phải đưa vào máy để hơ đâu. Đây là liên kết nha mọi người. Liên kết xong thì là bỏ vào máy để hơ. Đấy tốn kém lắm mọi người ơi. Không phải cứ mua cái lọ gel rồi cái máy về là làm được đâu. Mà không có cái liên kết này thì theo như cái chị bán hàng, chị bảo là cái gel găm nó không ăn được vào móng đâu. Mà có ai nói với mình để mình biết đâu, thế mới cay chứ nhỉ. Rồi ok nhá, mình đã chuẩn bị ở đây là hôm qua là nước lau gel. Nhưng mà xem các chị làm nail thì lại bảo là acetone. Thì đấy tùy. Acetone hay là nước lau gel thì đều được nha mọi người. Đấy dùng cái bút này. Bây giờ sẽ rút kinh nghiệm hơn, dùng đúng cái màu nút pink nhá. Rồi có nhiều ý kiến trái chiều cho rằng là nên nặn trực tiếp lên móng. Nhưng mà nói thật với mọi người, nặn trực tiếp lên móng trông đúng gớm luôn. Cho nên là thôi mình sẽ làm theo các chị, kiểu của các chị làm nail là làm như thế này nhá. Đấy. Bỏ acetone thì có vẻ như là nó tốt hơn đấy mọi người ơi. Đấy phải nhúng qua cái cọ ấy, không để cho cọ nó ướt quá mọi người ơi. Mỗi lần làm là mỗi lần thêm kinh nghiệm. Đấy tạm thời thế đã nhá. Rồi bây giờ ốp thử này. Ốp thử nhá, xong tí mình sẽ chỉnh form sau. Vô. Đấy. Ủa thôi chết rồi. Cái móng này nó nhỏ hơn cái móng thật của mình đây này. Chỉnh bên dưới thì nó hở ra bố bên trên là cái kẹp. Kẹp nó vào mà kẹp thì lại cái phần bên trên này nó lại mỏng quá. Nó phòi hết cả ra. Chả biết làm nào. Thực hệ. Đấy, sự quét nó đi. Quét nó đi như thế. Đấy, rồi. Chả cần kẹp nữa đâu mà kẹp nó phòi hết cả ra hai bên trông đúng gớm luôn đây này. Đấy, dù đã làm mỏng như thế nào nó vẫn bị đẩy lên một cục nha mọi người. Thì cái này mình nghĩ là phải chấp nhận thôi. Phải chấp nhận thôi mọi người ơi. Hơ phát à. Rồi bây giờ thử tháo móng ra nhé. Đấy rất là dễ dàng nha mọi người đấy. Đây là cái móng này. Ôi trời ơi, bên này nó mỏng thèo thèo lèo vì là cái màu này nó trong ấy, nhìn nó không chuẩn được mọi người ơi. Bây giờ trước tiên là bấm cái móng này bớt đi đã nhá. Xong đấy thì mình sẽ rũa. Thôi thì bây giờ mình làm là bởi vì là bên này nó thiếu mọi người ơi. Đấy nó thiếu này, còn bên này thì nó bình thường. Đây mình chọn sai form móng, cái này là lỗi do mình thôi. Rồi. Đấy, rồi bây giờ rũa này. Dưới này nó vẫn dày vãi cả trường thôi mọi người ơi. Giữ với tay, giữ vào đây. Xong trải cái này ra. Ủa ơi, trên này nó phòi hết cả da rồi. Hãy quét đi, quét đi, quét đi. Đừng ngại ngùng.
Rồi bây giờ lại bỏ vào đèn. Không cần dùng kẹp mọi người, kẹp là nó dồn hết cả, nhìn gớm vãi cả trường thôi. Rồi bây giờ mình tháo thử cho mọi người xem nhá. Này, đấy, rất dễ dàng nhá. Dung mama, giam cung nô tỳ này vào lãnh cung cho chị. Ôi, ôi, nó rơi một cục như thế này, tôi chết tôi rồi. Đây, làm quả móng nó dày như thế này cơ mà. Do tay nghề của mình quá yếu kém rồi. Phải khiêu đi, bởi vì những chỗ này nó gồ hết cả lên này. Nó không giống như móng úp đâu mọi người. Ui, mọi người ơi, cái móng này nó xốp lắm. Mọi người thấy không, này nó xốp lắm. Cái gheo găm này ấy, rất nhiều loại gheo. Nhưng mà cái loại mà mình đang dùng nó xốp cực kỳ luôn. Mình chỉ mới lấy móng tay mình cạo nhẹ một cái mà nó đã lõm hết cả vào như thế này rồi đây này. Còn cái móng này mình cho mọi người thấy luôn nhá. Đấy, ôi, nó xốp lắm mọi người ơi. Như thế này thì nó gãy lúc nào không biết luôn. Mà đây là mình còn đắp rất là dày nhá. Mình bây giờ có liên kết rồi nhá, thử này. Đấy, thấy không? Hỏng hết cả cái bộ móng của tôi rồi. Đấy, khi đắp là nó dày một cục lên như thế này. Xốp quá. Đây là mình nói thật nhá. Mình nghĩ rằng trong cả cái bộ này, cái mà đáng bôi nhất là cái máy hơi gel này này. Cái này dùng được. Nó cũng giống như là cái máy to, tuy nhiên là cái diện tích của nó sẽ nhỏ hơn và chúng ta sẽ mất lâu thời gian một chút xíu thôi, không phải là quá nhiều nhá. Mình thích cái này. Đấy, nếu như mà giá thành rẻ hơn một chút nữa và giống như mọi người bảo là chỉ 17-20 nghìn thì cái này thực sự rất là đáng mua. Mua về nhà rồi mình úp móng, mình sơn gel thì đấy, mình nghĩ rằng là tiết kiệm. Còn cái bộ này thì thôi, mình vẫn giữ suy nghĩ như cũ. Tốn tiền mà làm nó không đẹp mọi người ơi, úp móng cho nó nhanh. Và mình cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video này. Nếu như mọi người thích video này đừng quên để lại cho mình một lượt like và subscribe. Đừng quên nhấn nút chuông để nếu như mình có video mới thì mọi người là những người đầu tiên gặp mình nhá. Chắc chắn là mình sẽ trở lại trong rất nhiều những video tiếp theo. Hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye.